vài đồng thể thao còn không? Còn bé ơi, lấy cái đồng thể thao chiều xuống đây con. Đồng thể thao trên này nè. Còn gái. Chút giùm cho em lên cái này ha, vú giá cho những chị có chia sẻ livestream. Chị Nguyễn chữ gì? 60 ngàn.
chỉ kêu là bà giao đi cho chuyển khoản, không mở lấy tiền. Tôi bị thu chỉ kêu. Kêu đâu? Mới nói nãy em làm nhắn tin còn đâu đọc được nữa luôn rồi. Đóng dáng của chị Võ Phúc nè. Trần Hành Bình Định thì em không có nhớ là em bán cho mấy chị với giá là
gì đâu. Rồi em còn mấy cái này là giống như là freestyle mấy chị. Cái này giống như freestyle á. 38 cũng vừa mà 42 cũng vừa nha. Nè, hai vú màu xanh của Bích Thủy. Rồi Bích Thủy nè, 80 ngàn hai cái 160, 80 ngàn. Áo 80 ngàn của Hằng Hai. Hằng Hai review mới nè bé Lục. Hằng Hai cho em xin địa chỉ số điện thoại nha. 80 ngàn của Hằng Hai. Em nói rồi, tối nào em sẵn kho là mấy chị biết rồi đó. Nói chung là hàng chục không kịp. Rồi bây giờ em lên đầm body cho mấy chị. Đầm body hoặc là phun sung tùy theo mấy chị đấy. Phun rộng hay là phun chật ha. Thì đầm body này là 200. Hết rồi bảo trong. Đầm body 200 xe cho mấy chị còn. Hồi xưa xem như 1, 2, 3 nha. 130 ngàn. Bích Thủy một cái. Tại bóp một cái thôi. Cái chị Hương Nguyễn muộn nhất một cái. Của Bích Thủy một cái nào cũng được rồi. Hương Nguyễn muộn nhất một cái. Rồi chốt đầm này cho em nha. Đầm này xe cho mấy chị còn 130 ngàn. Đầm này em có size từ 65 tới 100 cái đầm này. Mấy chị coi hỏi đầm này là đã. Rồi 130 ngàn đầm body. Chị nào chốt đầm body chốt cho em. Và hàng hả cho em địa chỉ kèm số điện thoại nha. Tại vì bên em không gọi điện chốt hàng ha. Rồi khách lấy rồi. Chốt giùm em đầm body nha mấy chị. 130 ngàn đầm body. Em có size từ 60-62 đến 100kg đầm body. Chị nào chốt đầm body chốt lên giùm em. Chốt lẹ đi mấy chị ơi. Chốt lẹ và bấm nút chia sẻ đây. Cho em bung đồ rồi em tặng là áo quần trong. Đầm 70kg của Hồng Ngọc 130 ngàn. Mấy lùng đưa bao này con. Có một cái bao hàng lẻ. Chưa biết để đâu luôn. Đừng coi 10 bộ lên này nha các. Mà chưa biết bộ để đâu luôn. Chị mặc là đầm nhưng mà đầm này tây con. Nhưng mà đầm này hết rồi. Đầm này sale hết rồi mấy chị. À, em còn đầm giống như đầm mon cúc nhưng mà đầm dây rất là đẹp. Có nhúng ở sau. À, bữa nay em có về bộ nha. Ok chị Tuyết Nhung nè. Em thấy size lớn nhất là chị Tuyết Nhung mặc thêm phom rộng. À, rồi Tuyết Nhung 130 ngàn. Bữa nay có set set hoa cúc về. Hôm nay em có set hoa cúc trắng đen và set hoa cúc xanh xanh trắng về. Có nghĩa là cúc đen và cúc xanh á. Mấy chị muốn lấy cúc gì à? Chờ chút xíu hai cái chút xanh. Hết chốt để giờ nửa tiếng ngồi chị. Rồi bộ cô tông hồi chiều có thể là mấy chị chưa chốt đúng không? Thì bây giờ em sẽ lên bộ cô tông lại chiều. Mấy chị ơi, 200 ngàn mà sale cho mấy chị còn 140 nha. Có cái kéo không con? 200 ngàn sale còn 140. Chị nào chốt 140 chốt cho em bộ ngu xì. Có hết bộ ngu xì rồi không? Bộ này 200 nha. Em sale cho mấy chị chỉ còn 140 ngàn à. Bộ này tuyệt vời lắm. Bộ ngu xì này em có size số 1 là 60-80kg. Và size số 2 là 80-100kg. Nhưng mà mấy chị nhìn bộ này là mấy chị sẽ ghiền. Vải rất là ok ngu xì nè. Nè mấy chị coi vải này đã không. Ngu xì nha. Chị nào chưa chốt ngu xì sale cho mấy chị còn 140. Chốt lên cho em ngu xì nha mấy chị nha. Chốt lên giùm em gu xì 140 cái này số 1 nè. Chốt lên gu xì 60-80kg một bộ. Bộ này 200 xe 140. Bộ số 1 và bộ số 2. Chị nào chốt số 1 thì chốt giùm em số 1. Mà chị nào chốt số 2 thì chốt giùm em số 2 ha. Chú hết rồi chị. Chốt giùm em 1 hoặc là 2. Em còn một bì nào lót nữa mà em chưa lôi lên được. Đầm bao đầy size nhỏ nhất của Phương Thảo. Em yêu, bây giờ chị Yên hết size nhỏ nhất là Phương Thảo rồi. Đầm body đem hết xuống chưa? Còn cái nhỏ nhất kìa. Phương Thảo cho lên địa chỉ số điện thoại. Tại vì nếu mà lấy 90 thì 90 tới 100 là một size nha chị. Bộ ngu xì số mấy Nhung Đăng ơi? Để coi được con size L. Rồi còn cái con size L là khỏi mở. Size L bỏ bình đi. Phương Thảo cho em xin địa chỉ số điện thoại nè. Rồi Ngọc Mai Trương ngu xì số 2 chị. Dạ ok, trong tư của Ngọc Mai Trương nè. Ngọc Mai Trương buồn lưỡng. Buồn lưỡng. Nguyễn Đào nè con. Nguyễn Đào trong tư. Ngọc Mai Trương này như thế ơi. Ngọc Mai Trương trong tư. Thế là Ngọc Mai Trương ơi. Bill của Ngọc Mai Trương còn đây lâu lắm rồi nha. Em còn một cái bill của Ngọc Mai Trương ở đây rất là lâu. Ha, anh Phước đang lôi đồ lên. Bữa 19 tới nay. Từ bữa 19 tới nay Ngọc Mai Trương còn một bó mấy chục ngàn nha.
Ngọc Mai Trương ơi, có gì đâu chốt bộ quân thì đâu chốt lên giùm em nha. Rồi bây giờ em còn Thảo Bình Phước. Đâu chị Phương Thảo Bình Phước này nhiêu ký mà 80 ký đó. Phải Phương Thảo đâu? À, cái chị Nhung Đặng ơi. Bữa chị có một cái bill chị đặt chị ở đây nè. Mà chị chưa cho em nghe chị luôn nè. Chị 15, phải Nhung Đặng này không? Không biết. Bán chi nhiều nó giàu quá.
90 ngàn của Nguyễn Hồng xuống lấy cái áo 90 ngàn. Em còn hai cái áo dây dưới 80-85 kg. Áo bà sát đó con ạ. Áo bà sát 90 ngàn. Em còn hai cái áo dây dưới 80-85 kg. Cái cặp này là 150 ngàn nè. Chị nào lấy em xe cho mấy chị 110 ngàn. Chốt giùm em cặp áo dây dưới 80 kg. Chị nào lấy nguyên cặp xe cho mấy chị 101. Đấy, chị thấy không? Bán cặp áo biết lời hùng què gì nữa. Nè vừa sát 90 ngàn của ai? Của chị Nguyễn Hạnh Bình Thuận luôn. Bộ chị chụp hình đăng lên tường bán cho chị. Dạ bộ nào chị Ngọc Mai Trương? Áo dây của tôi biết không? Một cặp của tôi biết không? Chẳng không? Cái bộ này mới về ngày hôm nay nè. Trời ơi dễ thương quá. Ôi mấy chị ơi, coi nè. Trời ơi mấy chị ơi coi nè. Ôi em còn ghiền nữa nè. Ở sau là nhúng luôn nha. Rồi bộ này là kèm với quần váy. Bộ này 250 ngàn mấy chị. Ôi mấy chị hôm nay cực kỳ trúng mánh luôn. Chốt cho em bộ này nha mấy chị nha. Bộ này em có size từ 62-100 kg. Đây bộ này. Chị nào chốt bộ này chốt lên giùm em. Bộ này em ở sau là lưng nhúng. À nói chung là bộ này theo hot trend luôn mấy chị. Thứ nhất là tay nè cũng đẹp nè. Tay thứ hai có cổ cho mấy chị nè. Thứ ba ở sau lưng là lưng nhúng. Mấy chị đừng sợ chật nha. Rồi chốt cho em bộ này 250 ngàn. Chốt lên giùm em bộ này 250 ngàn. Bộ này chị nào chốt bộ này chốt lên giùm cho em. Vô lấy em cái keo kia em cầm lo tôi kẹo hết cái tập trước nè. Ê bạc xùi lây. Ê bạc xùi lây. Ê bạc xùi lây 250 ngàn. Tôi không biết. Rồi ê bạc xùi lây 250. Nguyễn Trang Trang 250 đây là Nguyễn Trang Trang hồi trước là giáp còn miêu anh. Trời ơi nó dễ thương lắm mấy chị. Nó cực kỳ dễ thương nha. Em nói thiệt mấy chị nha. Hơi bị xinh. 76 kg của chị Nương Lục hồi trước nó miêu nè. Nương Lục 250 của chị Nương Lục. Nương Lục hôm qua hôm nay Nương Lục tối qua hả? Dạ ok chị Nương Lục. Biêu chị Nương Lục để lại nha. Để coi biêu kia đã nhận hay chưa đã nha. Nương Lục 250 nè. Ai nữa chị Đăng Lan. Chị Đăng Lan qua dặn em lấy một cái gì ta? Chị Đăng Lan dặn em lấy một cái bóp có con đại bàng. Rồi đúng không? Rồi bé Lùng. Bé Lùng ngưng đây con. Con lên cái chỗ cái kệ dày vậy á. Mở ra cái bóp nào đen mà có con hình con đại bàng. Cái đầu con chim ó con đại bàng. Rồi lấy cái gì? Rồi quay trời luôn. Đăng lên rồi đăng lên là 250 để biêu đăng lên sau lưng anh đi để bỏ cái bóp vô. Đăng lên có biêu này luôn. Rồi Nguyên Phạm dưới 70 kg của Nguyên Phạm quận 12 luôn. Nguyên Phạm quận 12 250. Anh đưa cho là Nguyên Phạm quận 12 mấy tháng đâu. Anh ghi vô giùm anh cho một cái đi anh. Nguyên Phạm quận 12. Anh ghi cái chữ tên cho anh ghi cái đó không một vòng cái bỏ lộn biêu nữa luôn á. Kim Cúc Linh dưới 90 kg nè. Kim Cúc Linh dưới 90 kg 250 nè. Chị Bùi Thảo dưới 70 kg 250 nè. Bây giờ sao rồi nè? Ngọc Mai Trương nè. Ngọc Mai Trương 250 nè, đôi bút tâm được. Ngọc Mai Trương 250 nè. Ví của chị Đăng Lê nè. 500. 500 ví đen của chị Đăng Lê nè. Ví nào 250 nè bé. Ví đen lờ của chị Mai Huỳnh Thành Phố nè. Ví biên mới của Mai Huỳnh Thành Phố. Mai Huỳnh Thành Phố không? Đăng Lê không? Mai Huỳnh Thành Phố. Rồi em nhớ số ký chị Nguyên Phạm nè. Là cái gì mà Nguyễn Tâm Hạnh Phúc Bảo. Nguyễn Tâm Hạnh Phúc Bảo xếp 275 kg đây là. Dạ xin chị chỉ số thoại ơi. Nguyễn Tâm Hạnh Phúc Bảo ơi. Nguyễn Tâm Hạnh Phúc Bảo 250. Ông ấy xếp này tuyệt vời. Nguyễn Nam Phương. Nguyễn Nam Phương ghét ghét Nguyễn Phương Nam nha. Rồi 250 của Nguyễn Nam Phương cho xin địa chỉ số thoại bé Lùng đi. Nguyễn Nam Phương. Nguyễn Nam Phương cho em xin địa chỉ số thoại mấy chị ơi. Mấy chị coi nè. Em nói thật sự luôn á. Mấy bữa em làm áo không thì bữa nay em làm hôn xét cho mấy chị nè. Ô
giờ thấy cái khúc nào lạ vậy chưa? Lạ mà rất là dễ thương đó. Nha. Gì hả? Nam Phương gì đó? Chị Nam Phương của tôi. Không chị, chú ngồi cái áo tôi xin từ chị xuống nội chị không trả lời em. Hai cái bill đó từ bữa ngày thứ ba thứ tư tới giờ. Anh cứ nhắn tin xin chị cũng không đọc tin nhắn. Đâu, bây giờ nè. Đọc rồi mà không cho. Đọc rồi không cho. Rồi trong cái đó hồi nãy em chỉ chốt cái bùi gì nữa em ngồi em chờ xin từ chị cũng không trả lời. Còn bây giờ ví dụ như chị cần cái bộ đấy lắm thì chị cho lên em không đồng ý. Tại vì sao? Ít nhất chị phải tôn trọng em mới tôn trọng chị. Chứ không phải là đúng là chị là thượng đế là bắt buộc mọi người phải tôn trọng chị, không có điều đó đối với em. Có thể một set 250 em bán cho chị em lời 200 đó, nhưng mà em không bán, không phải vì miếng cơm anh áo mà chị không tôn trọng em. Mấy chị mua hàng cũng vậy, nhiều lúc em có thể là em lai pha với chị em vẫn cúi đầu xin lỗi với chị đàng hoàng ha, chứ em không có biết kiểu mà mất dạy. Nhưng mà mẹ đâu mất dạy với em thì lên cuộc điện chơi với chim giùm em cái. Có thể em bán cho mấy chị một bộ em lời 200 đó, nhưng mà thật sự mấy chị không tôn trọng em. Anh muốn nhắn tin xin từ chị em xin nãy giờ em cũng xin chị, thậm chí xả hai cái bill em lỗ 40 ngàn, xả hai cái áo dây trong cái áo dây người ta đâu cũng có bán chị ha. Mấy chị làm vậy đó với em là không được và em không bán. Khách của 466 ok chị My Võ. Nè My Võ 466 con ơi 250 của My Võ. Linh Nguyễn 85 ký. Linh Nguyễn ơi, Linh Nguyễn nào đây ta? Linh Nguyễn này, Linh Nguyễn mới này, cho địa chỉ xuống rồi. Linh Nguyễn ơi, My Võ có giống gì? My Võ chị giờ Võ có giống con My Y ngắn. Rồi con ghi là 466 đi. My Võ chốt rất là gọn nè, 80 ký với cái lò của My Võ 250. Anh Minh lên nhiêu ký anh Minh ơi? Rồi nói công thì bác lòng bác dạy Nhung Đăng là chốt bộ ít lò bộ lò 70 ký của Nhung Đăng. Ờ chị nói vậy đi dễ chịu, em rất là dễ chịu. Em nghĩ vậy là em chịu liền. Rồi Nhung Đăng cho địa chỉ xuống ngồi ở trên á. Nhung Đăng con chốt vô đi. Ai ghi Nhung Đăng giùm em vậy? Nhung Đăng. Rồi chốt của Nhung Đăng 717 nè. Chốt của Nhung Đăng 717 giùm em. Quá ồ, set này quá đẹp luôn mấy chị. Hồi nãy làm lỗ 44 ngàn. Nguyễn Tâm Hạnh Phúc có Hạnh Phúc áo cho địa chỉ xuống rồi, cảm ơn chị. Nè em cho mấy chị coi lại bộ này mê mẩn luôn. Bộ này là mấy chị mê mẩn đây nè. Ha, quần váy. Mẹ ơi, coi ở dưới nè. Ở trên nè mấy chị. Bà nậu cha, nậu mẹ, nậu má thì cái bộ ở sau lưng có lưng nhúng mấy chị đừng có sợ chật ha. Không cần sợ chật đâu nha. Buồn quá cái gì nữa, em đang giao lại cho chị đừng có buồn. Còn giờ chị chốt đồ em vẫn chốt. Anh Minh hay nè. Anh Minh, hồi qua bây giờ có biêu anh Minh chưa? Anh Minh em nhớ trưa nay hay là ngày qua có biêu gì đó nha. Anh Minh. Rồi, chốt lẹ đi mấy chị. Nãy giờ chưa với chị rồi chốt xếp này 100 ký. Xếp này em có tổng cộng 4 size. Dưới 70, dưới 80, dưới 90 và dưới 100. Cà Mau của Linh Nguyễn. Linh Nguyễn này 272 nè. Rồi mà sáng đi biêu rồi. Trần Nhật Mỹ một bộ dưới 70 ký của Trần Nhật Mỹ dạ ok chị. Hai, sao vậy chị? Ủa sao chị Hương? Nguyễn Thị Minh Hoàng chị Thị có giống đàn nè bé Lùng. Nè bé này của bé Lùng nè. Phạm Thanh Liên một size L, Phạm Thanh Liên gò dốc nè. Ủa biêu lý do chị nó trừ 100 ngàn cái gì Phạm Thanh Liên cho chị. Phạm Thanh Liên gò dốc nè. Rồi ai chốt xít này nữa chốt mẹ nguyên bao Mỹ bán mẹ với chị. Không chị. Bưu điện nó đang gửi là chị em làm việc với bưu điện mà mấy chị đi gửi việc. Mấy chị kêu em đi gửi việc theo làm sao em gửi được. Trong cái nói là em làm việc với bưu điện. Mọi bill mọi thầu đi bưu điện nó thầu hết cho em mà làm sao. Bây giờ ra bưu điện nè. Hồi tối em phải đặt ba cái áo nam gửi chưa. Linh Nguyễn tối à. Gửi rồi chị Linh. Chị Linh coi trong tin nhắn em chụp bill qua cho chị là gửi rồi. Chị không có tin nhắn được chứ. Có mà. Có anh làm đây nè. Không có tin nhắn. Chị không có inbox làm sao anh chụp. Đó, chị Linh Nguyễn này có inbox là anh nói sao vậy anh? Để cho em coi. Nếu mà có thì đọc tay vô đây em thấy cho. Hình như anh Phước chưa có sửa trừ 100 ngàn. Nếu trên bill không sửa chị đưa cái tin nhắn cho shipper coi. Nha. Nha chị Linh. Nha. Có mà. Nè hồi sáng nè. Sáng này bác Tư làm mà. Có trừ không? Điều của chị Linh Nguyễn mà trừ vậy? Phan Văn Ốm, quận 12, hẻm 50, quận Nguyễn Nam Phương. Bé Lùng nhắn tin cho mấy cô sơ khách mới đi con. Em còn hai, sáu hai giây đi, em còn có mười mấy hai chục cái bây giờ. Đọc cái bill nào không biết. Đọc bill nào không biết mấy chị. Rồi mấy chị không chốt bộ khúc
Trời ơi, trời ơi. Nó là chân váy quần mà mấy chị sợ gì. Vòng ba 130 là chị phải mặc size 3 thì cho em là dưới 100 kg. Trời ơi, chị Thanh Thảo Nguyễn coi cái set nè. Trời ơi, set hôm nay đẹp rụng đúng luôn á chị đây. Đây ha. Đây. Đây là đây là đây. Trời ơi, set hôm nay đẹp lắm chị Thảo ơi. Chị Thảo coi giùm em nè. Trời ơi, kiếm đâu ra một giường bông cúc mà lạ lẫm như thế này với chị. Làm sao kiếm ra được cái giường bông cúc như thế này được. 250 ngàn á chị. Rồi qua mẫu. Rồi bây giờ lên mẫu nè. Áo Quảng Châu. Nè hôm nay em sẽ chơi cho mấy chị trên trội cho mấy chị. Vì sao bây giờ kéo chị Hạnh Nguyên, vợ tỉnh Đà Anh Quốc nhớ nè, 80 ngàn của Hạnh Nguyên.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
coi luôn, ok lấy luôn. Em chốt bộ này em chốt trước là chị đem từ từ chị chờ chị đóng không phải còn. View đang thì cao rồi mẹ rồi. Trời ơi, rụng view không có chị Nhung ơi. Cái này chị nào 65kg chốt với xanh đen là 60.000 xanh đen. Xanh đen 60.000. Rồi em còn 2 cái áo đá đen 150.000. Em còn 2 cái áo đá đen 150.000 dưới 90kg, 60-90kg chốt giùm em nha. 2 cái áo đá đen. Chị nào chốt 2 đá đen này chốt lên giùm em 2 đá đen. Mấy chị ngưng gửi đồ đổi trả lên em nha. Tại vì là thứ hai em đi rồi à, cho nên bây giờ mấy chị gửi lên là bưu điện nó sẽ không giao cho em được à. Xanh đen 60kg của kèo Bông Gòn. Xanh đen 60.000 của kèo Bông Gòn. Rồi bây giờ em lên tiếp cho mấy chị cái mảng này 80.000. Bây giờ sẽ ba mất được không? 60.000, có lột 80.000 mã thu xì. Chốt giùm em mã thu xì dưới 75kg, chốt giùm em mã nâu. Rồi mã nâu đá 80.000. Hai cái đá đen của Đi Hằng. Đi Hằng hai đá đen. Đi Hằng 150, hai cái 300. Ủa sao chị lấy hai cái chung nhau rồi chị? Anh ta ghi trên bịch thứ hai đi hàng giùm em.
tin tám tám bà Yên bà cũng không trả lời. Xét con dơi của chị Bùi Thảo. Tụi biết thì mày. Xét con dơi 250 của Bùi Thảo nè con. Gặp chung đơn ok chị. Lấy xếp tay đen 80kg của Ngọc Mai Trương ok giá luôn. Ok giá Ngọc Mai Trương luôn. Giá trời còn xếp trời Ngọc Mai Trương nè anh ơi. 250 của Ngọc Mai Trương. Xếp này em nói với chị mặt lên. Không đẹp, không gọn, không xinh. Tiếm em nha. Tiếm em. Lên trang xanh đen. Lên trang xanh đen nè. Coi là tiêu trừ lên trang 100.000, 60.000 của lên trang. Xem lại xếp đen có luôn bà nội. Nãy giờ con mắt gắn ở đâu mẹ, gắn đồ đích ra mẹ Phương Thảo. Hả? Quỳ sư. Mai chốt với chị, em đâu có tiền đâu, để chụp giữ cho chị. Đây. Cái xếp em mặc gọn với chị mà muốn coi em mặc xếp này vô Facebook em. Ha, vô fanpage em có đăng bài. Đây mấy chị ơi, coi giùm em với. Coi giùm em xếp đen nè. Xếp đen này là coi như em đang may lại. Em đang may lại bằng một cái ren khác nha. Xếp này đang may lại bằng một cái ren khác. Đây. Đây mấy chị. Ngày mai giờ xếp. Ngày mai em có giờ xếp tóc phô rì. Bếp rất là đẹp. Ngày mai. Ha, thấy Thu Phạm đi chưa? Lắp đích hả? Đúng rồi, định hỏi vậy. Cái nào mấy chị xanh nhỉ?
nhà của Tuyết Nhung đó rồi, má bỏ rồi. Chưa hẳn nữa sang trên, sang nhà của chị Trang Mai là đây, Trang Mai bỏ vô 80 ngàn của Trang Mai nè. Bà ơi, bà xùi lây nè. Nó đúng rồi, nó đó. Rồi cái này của ai bà xùi lây nè. Sang Ngọc của Nương Lục là 80 ngàn nè. Sang Ngọc của Sang Lâm của ai ấy 80 ngàn nè. Hạnh Nguyễn đâu rồi? Hạnh Nguyễn ai giữ, phi nào giữ? Rồi Hạnh Nguyễn 80 ngàn phi Hạnh giữ nè. Ai nữa mấy chị ơi? Phương Thảo Phú Yên nè, 80 ngàn của Phương Thảo Phú Yên nè. Sân nhà có rồi, Phi Phi ghi bill mới nè. Phi Phi còn bill 80 ngàn của Phi Phi nè. Ai nữa mấy chị ơi? Ai đã từng đi qua sông Cửu Long Giang nữa thì chốt luôn giùm em luôn một cái sắt nhọn nè mấy chị. Trời ơi, 140 mà ngon mà bây giờ sao còn cái 80 ngàn nè mấy chị ơi. Sân nhà 100 kg kiếm đâu ra vậy bà Phương Thảo Bình Phương ơi? Cứ đi chết cho bà vừa lòng. Trần Tuyền sách nhạc nè, Trần Tuyền nào, kiểm tra Trần Tuyền ghi mới luôn, còn đúng một cái sách nhọt mấy chị ơi. Chị nào chốt sách nhọt, chốt lên giùm em sách nhọt nha. Bây giờ em sẽ lên cho mấy chị cái hồng rút nhọt nè. Mà cái này là đẹp lắm nhưng mà mấy chị ơi, đá nó đính đủ loại nha. Chứ đừng có nói hàng tới nơi, đừng nói sao em đặt đá này giao đá kia là không được nha. Hàng sale bên em nhất quyết không trao đổi trả, có gửi tới tận nhà đây thì mấy chị mất hàng thôi chứ có được gì đó. Em là bác một mấy chị, chừng nào mà sông cạn đá mòn thì yên mới là mòn theo đá nha mấy chị. Đây 60 đến 90 kg đá hồng cho em, nói chung là đủ hình ở trước hết nha. Rồi chốt hồng đi mấy chị, chốt hồng giùm em mấy cái này là mặc với sọc ren mê say luôn. Hồng nhà của Mai Đình Ngọc Long 80 ngàn. Đồng tiền đồng tháp hồng mới có yêu hả? Cái lồng ghi đi con, Mai Đình Ngọc Long. Mai Đình Ngọc Long nè, có yêu luôn à? Ghi vô con ơi, bắt tôi đã hay quên rồi mà con còn kêu kêu không nữa. Cứ lấy đi, có đi. Thôi còn gần chút đi, cái này chặt quá chặt không. Ai chốt hồng? Hồng của Mai Đình Ngọc Long có chưa? Võ Thanh Thảo có chưa? Ai giữ biêu Võ Thanh Thảo? Võ Thanh Thảo 80 ngàn. Ai giữ biêu Phương Thảo thành phố? Phương Thảo Phú Yên. Rồi 80 ngàn của Phương Thảo Phú Yên. Ai giữ biêu của Dương An? Nè, từ từ kiếm mấy cái này dưới đây. Cái đó ghi tên đó là sau đó, thành sau đó. Có bỏ vô thì ông thờ, bỏ vô. Trời nhỏ kiếm biêu cũng được. Anh đang lấy biêu, em quăng lên xả lộn nè. Dưới ba ai giữ biêu? Đây, dưới đây. Bà cái lồng ghi dưới băng vô đây. Ghi dư băng 80 ngàn ghi vô nha. Cho con dặn bắt tâm là coi như một hầu ổ lòi luôn á. Dung Phạm xanh nhạc với hồng, cho lên địa chỉ số thoại chị Dung Phạm ơi. Dung Phạm xanh nhạc với hồng là 160 ngàn. Trang Mai Hồng. Bùi Thảo Hồng nè con. Bùi Thảo Hồng 80 ngàn. Bùi Thảo mới dùng quả đó. Bùi Thảo 80 ngàn. Phương Thảo. Nè thấy không? Phương Thảo Phú Yên. Ủa lộn, Phương Thảo. Nè em, Phương Thảo 80 ngàn nè. Có thật không? Phương Thảo 80 ngàn nè. Rồi, hết hồng mấy chị ơi. Em hết hồng nha. Bây giờ em lên cho bà mấy mụn mã cho mấy chị là màu xanh đậm. Rồi xanh đậm đá 80 ngàn cho hết bao. Còn đá, chút nữa đá đen ra nhưng mà không có sale nha, đá đen mới về qua. Rồi, chốt giùm em xanh đậm, mã của tông trăm phần. Em nói với chị là của tông trăm phần trăm, nó khác của tông khác nha. Chốt giùm em xanh đậm, có 3 cái. Xanh đậm 80 ngàn, 1, 2, 3. Rồi, xanh đậm 80 ngàn, 1, 2, 3 mấy chị. 1, 2, 3, xanh đậm 80 ngàn. Chị nào chốt xanh đậm 80 ngàn, chốt giùm em 1, 2, 3. Ủa, bữa anh Phước không kiếm ra bill của chị Dung á. Cho nên xả cái bill em quên lũng nói với chị Dung luôn, thiệt sự luôn. Chúng Phạm cho địa chỉ số điện thoại ở đây để nhắn tin ở bên bay cho em đi. Nha, xanh đậm của Phương Thảo á, Nghệ An nè. Xanh đậm của Tuyết Nhung ngay chỗ chân của Đồng Thành nè. Tuyết Nhung, đây nè, Tuyết Nhung nè, ngay bắt chân anh Thư luôn. Nào, Tuyết Nhung 80 ngàn bỏ vô. Xanh đậm Tuyết Nhung. Rồi xanh đậm này của chị Trang Mai nữa nè, ai giữ biêu Trang Mai đây. Trước mặt xanh Trang Mai luôn. Hết luôn mấy chị. Còn 3 cái. Còn tổng cộng 3 cái nha. Đây mấy chị ơi, gu xì này dưới 70 kg nè. Chốt giùm em gu xì gọt 80 ngàn. Chốt giùm em là mã cam.
Mã cam em còn một cái 80.000 mã cam. Xanh đồng cũng không có rồi chị. Chốt giùm em mã cam. Chốt giùm em mã cam dưới 70 kg. Mã nâu dưới 70 kg. Mã cam mã... Chị Ánh Minh chốt xong cho nên là hết hàng. Em làm biếng đọc quá chị Minh ơi. Mấy cái này là dưới 70 kg nha. Kéo qua đây. Dạ chị thấy mấy chị trước đó thật sự qua mấy em mới chạy không có nổi chị. Thấy nó thiệt kìa. Mã cam của Dương Văn 80.000. Rồi đây mã non. Mã non của Triệu Tiền 80.000 của Triệu Tiền. Bỏ bịch bóng gương đi. Còn một cái mã non nhạt nữa. Chốt giùm em mã non nhạt 80.000 luôn. Chốt giùm em mã non nhạt 80.000. Quốc đi mấy chị 80.000 non nhạt nha. Thôi giúp là em vô em cái bộ cúc đen cái bộ cúc xong nó lấy cái gì một cái sai lầm thôi nha. Em lấy nguyên bộ cúc đen ra luôn. Đợi chút nữa xong rồi em đứng lên em tóc luôn. Để em sợ Facebook yên thử ra. Giờ em chút cái gì vô. Đó rồi Dung Phạm ơi. Trời ơi xin lỗi chị nha. Bữa kiếm không ra luôn á. 853. Phải lùng lại cái Dung Phạm đi con. Đây là trước mặt là ở yên 853 Hà Nội. Nâu nhạt dưới 70 kg. Nâu nhạt dưới 70-72 kg thôi ha. Còn hai bộ trên ghế á. Bộ xanh nó có cái bao khác mà. Bộ đen rồi bộ xanh lấy size gì cũng được, XL cũng được. Ở trên ghế còn hai bộ cúc đen á nha. Áo riêng big size còn gì tuệ lắm. Bây giờ em chỉ còn đúng một cái nâu này thôi mấy chị. Nâu này nó thực sự là dưới 77 kg cũng vừa nha. Nâu này nè. À, tôi chết inbox nửa năm không ai rép hả? Ông rép bài gọi thẳng cho ông Phước luôn. Bữa sau ông Phước không rép bài gọi thẳng cho ông Phước cho tôi. Bộ cúc này về 240 nè mấy chị. Bộ cúc này 240 nhưng mà cúc này có co giãn rất là đẹp. Bộ cúc này hoàn thành. Vâng, bỏ đây vậy. Bộ cúc này có co giãn nhưng mà bộ cúc này dễ thương lắm. Mấy chị mặc lên mới thấy nó gọn nha. Bộ cúc này mấy chị mặc vô không thấy mập đâu. Đây mấy chị. Bộ cúc này mặc vô không hề thấy mập. Nông nhà kiều bông gòn 80.000 nè Thành ơi. Bông anh ơi. Chúc rồi sắp bên này luôn. Đây mấy chị. Cái bộ cúc này cái tay với lại cái áo rất là dễ thương 240. Vải này có co giãn nha. Chị nào chốt bộ này chốt lên giùm em vải có co giãn. Chốt giùm em cúc đen. Em còn một màu cúc nữa. Cũng giống mẫu này nhưng mà là cúc xanh. Chị nào chốt cúc xanh thì chốt lên giùm em cúc xanh. Đây mấy chị cúc xanh. Cúc xanh cũng 240. Mấy chị muốn lấy size gì mấy chị lấy ha. Cái này là cúc xanh. Đây cúc xanh. Mấy chị muốn lấy size chị thì mấy chị lấy giùm em nha. Cúc xanh nè mấy chị. Ha. Rồi, chốt cúc đen, cúc xanh kèm số ký lên giùm em. Mấy chị muốn chốt cúc gì mấy chị chốt nha. Nâu nhạc cúc kiều bông gòn bỏ cho em. Rồi, chốt lên đi mấy chị ơi. Chốt lên giùm em. Chết in cho em hả? Bây giờ chết in đừng có nói chết in. Bà ông này tôi kêu thiết kế may da bà cái làm sai tôi. Tại vì sai bà là sai tôi. 83 kg sao mày xảy ra lời là được rồi. Bông thì tôi chốt cho cái đầm 700 triệu vậy. Cổ mông thì thôi. Nếu như mấy cái đầm tôi đem cưới bà ông cũ gì bà ông mẫu gần giống gì. Có thể may gần giống thôi nha. Không may yếu 100%. Bông thì chốt đi tôi may cho. Vậy à. Nhưng mà vải đẹp. Đã mấy đầm thiết kế là vải phải đẹp. Còn nếu vải để may những cái xếp như thế này thì không nên may. Không là tôi nói thẳng luôn. Chứ không phải ra cái đầm thiết kế 700-800 triệu mấy chị lên mắt không có mắt. Mấy chị đi ra xưởng ra mò kho ra nhà thiết kế ra tè le hộp mấy chị may thử đi. Không bao giờ mắc nha. Rồi lên tiếp. Khoan một thằng đó. Bắt con luôn không? Má kìa được bao hộp bơm nữa. Rồi đẩy đồ rồi. Em coi thử đẩy cái xích nào xem cho mấy chị được nha. Cũng đen nha với bộ hồi nãy với cái áo. Nguyễn Phượng. Ủa Nguyễn Phượng quận 12 điên qua rồi phải không? Phượng ơi, từ từ nè. Ngày hôm qua nhận bill, ngày hôm qua kia nhận bill cái áo khoác đi đâu. Bây giờ chốt nè.
vậy hơn chứ. À dạ, vậy áo Phúc Linh lấy xài gì? Màu xanh nhạt hay xanh đậm nói đi. Thành ở lâu lấy luôn cho. Đấy là bộ này nè, 250 sale còn 170 ngàn bộ này. Bộ này mấy bữa em mặc ngồi livestream nè mấy chị, bộ đỏ đô. Vải là cũng là dòng, rất là đã. Nha bộ ống rộng. Rồi chị nào chốt đỏ đô bộ này thì chốt giùm em. Bộ này em còn 2 size. Một size dưới 72kg và một size dưới 82kg. 15 ngày nữa có được không? Thì bây giờ gửi mẫu đi trong quá trình tôi đi Phú Yên. Thì đó ngày nó may cho bà. Chừng nào tôi đi Phú Yên vô tôi gửi cho bà là vừa thích. Vừa lúc đó bà đi hấp hôn luôn. Rồi hôm nay em sẽ xem cho mấy chị một cái mã nào.
giấy mấy chị. Áo thun giấy 2 cái 140. 2 cái 140 áo thun giấy còn gì chờ nãy nha. Chưa có nguồn lực. Đây. Áo thun giấy còn mã beo vàng. Mã beo vàng áo thun giấy 2 cái 140 chị ơi, 70 đến chị. 100 ký áo thun giấy. Chị nào chốt thun giấy chốt lên giùm em nha. Đây nè mấy chị đã. Cái này là beo vàng. Beo vàng thun giấy. Với lại beo nâu. Rồi em còn 2 mã mấy chị. Beo vàng và beo nâu. 2 cái 140. À còn mấy chị. Đây mấy chị ơi, 2 cái 140 beo vàng và beo nâu. Đây nha mấy chị. Chị nào lớn lớn chút không có thì được. Thì còn màu này 2 màu thôi còn tí. Nha. Còn 2 màu thì còn tí. Rồi. Chốt cho em. Chốt cho em giùm em là chị qua rồi. Áo giấy. Rồi em còn 2 cái áo cô tông nè. Dạ chưa có, để em lưu lại chừng nào có hàng em tính sau nha. Anh lấy anh nick rồi Zalo anh đã nhắn với em á. 2 áo thun giấy của BB nè. Rồi BB 2 cái 140. 2 cái 140 của BB nè. Trần Tuyền 2 áo giấy.
104.000 của thằng Tuyền. Rồi chỉ còn áo giấy vàng thôi. Áo đen của chị Nương Lục. Áo đen của chị Nương Lục nè. Nương Lục 80.000. Nương Lục 80.000. Đen chữ A của chị Văn Nguyễn thành phố 80.000. Văn Nguyễn thành phố 350.000. 80.000. Đen của Như Nguyễn 80.000. Như Nguyễn cho lên địa chỉ số điện thoại cho Như Nguyễn ơi. Ê, tôi mặc mới cái ý trên lời là vừa rồi, thấy mình mặc cửa. Tôi mặc mới ý trên lời là đã vừa rồi. Tôi đã mặc thử rồi. Tôi bơi có mà chưa lên được. Chị nào mà em comment là xin địa chỉ số điện thoại là làm ơn cho liền nha. Còn nếu khách cũ thì vô trong tin nhắn chọn giùm em ngón tay lên. Ha, chứ đừng có để xong mà chốt view xong mà xả rồi tội nghiệp tụi em lắm, lại tới lại lui. Bộ này 60 đến 80 ký. Bộ này 60 đến 80 ký nha. Rồi còn bộ này bán cho đỡ mất công lông, bán 80.000 phải coi vậy. 60 đến 80 ký bán 80.000 luôn. Chốt giùm em một cột. Bán 80.000 một cột. Rồi bộ này cũng 60 đến 80 ký. Chốt giùm em bộ mèo. Sale luôn 80.000 cho nó hết hàng. Bộ mèo quần lửng. Sale luôn cho mấy chị 80.000 cho hết hàng. Chị nào chốt bộ mèo chốt giùm em. Chị nào chốt bộ cột chốt giùm em. Bộ cột của Linh Trần. Linh Trần Bến Tre gì đó. Linh Trần bây giờ có biêu đó. Linh Trần có dấu nha. Linh Trần có dấu. Bến Tre à, Bến Tre nè. Rồi Giang Vũ 80.000. Phải lộn chị Giang Võ nha. Chị Giang Võ 80.000. Cái gì tôi gửi bà ít lờ hả? Bộ cờ khách biến luôn, còn mấy bộ này con gom ra luôn con. Còn mấy bộ bé? Một bộ hả? Bộ mèo hả bộ cờ? Rồi đây đây bộ cờ của ai? Bộ cờ của Thương Ngọc. Thương Ngọc quận 12 còn biêu Thương Ngọc 80.000. Rồi còn bộ gì nữa? Rồi còn bộ mèo của Xuân Trần có dấu 80.000. Xuân Trần có dấu 80.000. Không biết Xuân Trần có dấu. Xuân Trần cho lên địa chỉ số điện thoại. Cho lên địa chỉ với số điện thoại cho một dòng nhắn tin cho con Như đi con. Rồi xong chưa mấy chị qua mẫu đi. Bỏ giây phút tự nhiên tôi chữa chả biết là gì. Là sao? Ai chữa ai vậy? Là sao chị vợ? Chị bỏ giây phút. Sao để anh chồng chị? Anh chồng chị nói đi. Rồi bây giờ em lên cái đầm xeo nè. Ái Duyên tranh thủ chốt đầm xeo nè. Hết rồi. Ái Duyên tranh thủ đầm này tranh thủ chốt đầm xeo đây. Tại vì mấy chị biết sao không? Tại vì nó hơi đơn giản mà em không thích. Thật sự nhưng mà cái vải này nó rất là đẹp ha. Không tròn này Đà Lạt. Dưới 80 ký nè.
dưới 100 cây nè. Dưới 70 cây. Đầm biển. Dưới 90 cây. Đầm beo của Dương Băng, 160 mèo của Dương Băng. 160 mèo của Dương Băng đầm beo. Chốt lệ đi mấy chị ơi. Chốt lệ chốt mau giùm em nha. Chốt lệ chốt mau chốt nhanh giùm em ha. Em còn mấy cái bà đen 80 ngàn. Chị nào chưa chốt bà đen thì chốt lên giùm em bà đen. Đầm beo của Hồng Ngọc 160 nè. Hồng Ngọc 160 không? Cá bờ ra 70 đến 90 cây. Thì nào chốt bờ ra thì 80 ngàn một cái bờ ra dùm em nha. Chốt lên mấy chị ơi, chốt lên dùm em một cái. Lon kim đầm beo 70 cây. Lon kim quận 8 160 ngàn. Kẹo bông gòn, một beo của kẹo bông gòn. Kẹo bông gòn 160 ngàn. Hành mỹ đầm 100 ký 160 ngàn. Hành mỹ 160 ngàn con. Xuân trồng này là xuân trồng này hả anh? Đây là xuân trồng này là xuân trồng. Xuân trồng 160 ngàn. Cái mặt anh ở Đà Lạt á. Xuân trồng. Hồng Ngọc bờ ra 80 ngàn. Bé đi con. Hồng Ngọc bờ ra 80 ngàn. Giang Võ bờ ra 80 ngàn. Nguyễn Thị Tùng này là Tùng Lý Sơn hả? Rồi Nguyễn Thị Tùng hai cái nè con. Phải Tùng Lý Sơn không? Nguyễn Thị Tùng đi mới luôn em. Nguyễn Thị Tùng phải con heo không vậy? Con heo á, con heo Nguyễn Thị Tùng á. Con heo Nguyễn Thị Tùng đấy. Trang Kim Nguyễn 160 ngàn. Nguyễn Thị Tùng biết luôn đang đi rồi nha. Trang Kim Nguyễn 160 ngàn. Rồi mấy chị có chốt cầm beo nữa không mấy chị? Chốt đi nha. Dù mấy chị có mặc ngủ hay là mặc hàng ngày, mấy chị mặc vẫn đẹp. Con em nói chuyện với em, có nói giỡn. Không có thời gian giỡn mấy chị nha. Xong chưa mấy chị? Xong chưa? Qua một. Rồi không chốt cầm beo nữa không? Cầm beo thì em nói chuyện với mấy chị. Vải nó em nó sướng. Vải vừa em vừa sướng vừa mịn. Lấy sơn đúng không? Ủa, anh Mỹ đấy, có việc chưa? Rồi tiếp tục em còn mấy bộ beo nè. Cái lục ghi nhớ ghi cả. Bộ beo nè cũng là bộ bi. Dưới 90 cây bộ bi. Em còn bộ bi dưới 90 cây. Còn 3 bộ bi 80 đến 90 cây. Nha. Còn 4 bộ 80 đến 90 cây. Nhà bộ này sai nhiêu cây. Còn mấy chị trúng mánh nữa. Bộ này dưới 82 cây. Và 3 bộ kia dưới 90-92 cây. Chốt giùm em bộ bi đùi 220 xe cho mấy chị. Còn 170 bộ bi đùi. Chốt giùm em bi đùi. Bi đùi của em còn một bộ dưới 80-82 kg, 72-82 kg và còn 4 bộ 82-92 kg. Rồi chốt giùm em bi đùi. Còn mấy bộ nữa là hết rồi. Bây giờ em lên sơ mi cục tà nha mấy chị nè. Sơ mi cục tà sale luôn. Sale luôn cho mấy chị sơ mi cục tà. Nhưng mà bây giờ còn xa dưới 70 kg thôi. 60
chục đến 70 cây bộ này. À, rồi 2 bộ 100 ngàn chốt giùm em. Bây giờ em chỉ còn 1 tăng thôi. 2 bộ 100 ngàn quý vị ơi. 2 bộ 100 ngàn. Vậy là chốt 2 bộ 100 ngàn chốt giùm em. Chưa lên được. 2 bộ 100 ngàn kêu chị Trà Chanh để thứ 2, thứ 3 đi nha. 2 bộ 100 ngàn. Vui cho cha con mặt cũng dễ thương rồi mấy chị. Vâng. 2 bộ 100 ngàn chị Nguyễn Mai Bình Định. 3 bộ 3 hồ đi chị. Nguyễn Mai Bình Định 3 bộ 150 ngàn. Nguyễn Mai Bình Định 3 bộ 150 ngàn. Cũng cho hết thì mấy chị ơi. Bộ này vải, bộ này nói chung là vải 9, vải 10 với những cái vải cô tông khác. Nhưng mà nó vẫn dễ thương. Thế là mặc lên cái bộ này. À, chưa lên đó chị đừng hỏi. Là chị Lan Điệp 2 bộ 100 ngàn. Lan Điệp cho em xin địa chỉ xong gọi này Lan Điệp ơi. Lan Điệp cho xin địa chỉ xong gọi. Lan Điệp 2 bộ 100 ngàn. Xin địa chỉ kèm xong gọi Lan Điệp ơi. Hai bộ lấy ba bộ đi chịu ơi. Hai bộ chốt hai bộ được tiền hai bộ này. Được tiền hai bộ trăm ngàn hai chữ tiền. Được tiền hai bộ trăm ngàn. Trời ơi mấy chị ơi, từ 130, 140 mà giờ vậy là mấy chị biết rồi ha. Hai bộ trăm ngàn của chị Tùng Nguyễn nè. Chị Tùng Nguyễn hai bộ trăm ngàn. Hai bộ trăm ngàn. Ai chị nghe đâu mà giờ sao ta? Chị cho em mới, cho em đợt sau đổi đi nha chị. Ha, thiệt lòng luôn á, cho em đợt sau đổi đi chị. Ba bộ của chị Phi Quảng 150 ngàn. Ai giữ Phi Quảng? Đó nó trước mặt anh luôn á. Phi Quảng ba bộ 150 ngàn. Cần bi dây á chị. Lon kim nào? Lon kim 2 bộ 100 ngàn, lon kim quận 8. Lon kim 2 bộ 108. Hai bộ. Bây giờ em còn có một bộ rồi nha mấy chị nha. Hai bộ của chị Thu Cúc nè. Cái này coi tiếng không phải vừa. Rồi hai bộ của Thu Cúc nữa là hết. Bây giờ em chỉ còn một màu thôi mấy chị. Hết rồi. Hết sạch hết sẽ. Đầm be, đầm bi, đầm be này về dễ thương lắm chị. Rất là đẹp. Hả? Đây nè chị ơi. Nói chung là bộ cái đầm này rất là dễ thương. Nói chung là cái đầm này dễ thương lắm. Rất là dễ thương nha mấy chị nha, lần này dạ hơi xè xè nhưng mà hết rồi, hết rồi mấy chị ơi, hết đúng rồi chị Triều Tiên. Bây giờ em chỉ còn đúng màu này mấy chị có hết rồi. Thank you.
Nhưng mà cái này đẹp lắm, mấy chị tranh thủ chốt nha. Cái này là 250 sale cho mấy chị, còn 180 ngàn. Đi à, 160 ngàn đi à. Em còn áo đá nhiều lắm chị đi à. Cái này dễ thương lắm mấy chị, tại do trong em mặc phúc không. Rồi sale cho mấy chị còn 180 ngàn. Áo sơ mi, sơ mi còn 180 nha. Rồi dưới 72 kg. Nói chung bộ này em còn 6-7 bộ, về mấy chục bộ. Em còn 6-7 bộ, bộ này 250.
mà chưa chốt bộ này thì tranh thủ chốt giùm em nha. Đây mấy chị ơi, bộ này chị nào chưa chốt tranh thủ chốt giùm em, đó là nói thiệt nha. Đây, chưa chốt tranh thủ chốt giùm em bộ hoa cúc ở sau có Linh Trung. Mấy chị ơi, ở sau có Linh Trung, mấy chị đừng coi chọc bộ này 250. Nhớ hình như bộ này hết tỷ nữa rồi. Nếu mà đón không lòng thì bộ này bán tỷ nữa rồi. Bộ này còn size nhiêu đây? Bộ này còn size 100kg, 90kg. Bộ này hết size 80kg ha. Xếp bộ bông hoa của chị Út Bụi Trần. Út Bụi Trần 250 còn bill. Lên tiếp 2 gửi luôn 250. Bộ này còn có mấy bộ à? Chỗ bỏ. Bộ này giờ sắp lên đây cũng được rồi con. Chút nữa thằng chút đi, xếp lên đây luôn nha thằng. Ủa, có lụn nè thằng ơi. Lụn còn không? Kinh quả. Xếp cút còn của kinh quả. Ơi, có lụn thằng ơi. Để ta đem cái này xuống cái treo luôn nè. Xếp cút của kinh quả nè. Mấy lụn lấy mấy cái cút mà buồn đen áo tay đen quăng hết cái này luôn cái treo nha. Đúng rồi. Em nhắn tin nhân bên bay đó lên. Để sao em nhắn cái chị cho em chị đó. Nói với mấy ông này không nhớ đâu. Mấy ổng là phải bằng giấy trắng bằng đen. Đẹp quá rồi. Bộ này của em rồi. Xếp hoa cúc của Trần có rồi chị. Có rồi. Không nhờ lời rồi. Chịu khó cho cái mặt thân đi. Kìa ơi, lấy cái kia, lấy cái riêng một ba không một mà. Lấy cái riêng quần 301. Ờ, coi được size 35 còn không? Có mẫu dâm chị Mai Đình mà. Có mẫu dâm. Có mẫu dâm hoa cúc chị. Em có mẫu dâm hoa cúc chị muốn coi không? Xếp hoa cúc của Bụi Trần có rồi nha. Có cục lên 301 không? Tôi khách đặt cái tôi chụp hình xong rồi tôi quên gửi qua. Tôi chết quá chị, đầu óc tôi bữa nay thuốc còn quên uống không? Thế không có mấy gì không chốt rồi đúng không? Thành ơi, mày lại mày ăn cái xích đen, mày bỏ lên đây nè. Mày chắc cái xích cút này cho mày chắc một đừng cút mà nó chết luôn á. 35 có không? Có 35 không? 301 không? Rồi chốt 35 cho ai? 35 cho mùi mùi. 35 cho 9 cho mùi mùi anh. Rồi sao đâu? Em tư em coi cái quần được. Lấy cái dâm hộp của mình được. Rồi đúng rồi đó. Rồi mùi mùi. Mai gửi riêng mùi mùi luôn nè. Mùi mùi còn bao nhiêu không? Mùi mùi 109. Đây là dâm hộp cúc là gì? Dâm hộp cúc dâm này 200 bán nhiêu quên mất mẹ nha mấy chị. Thực sự là chưa bao giờ mà em quên giá luôn mấy chị. Dâm hộp cúc mấy bữa mấy chị mua nhiêu mấy chị? 250 nha mấy chị. Rồi dâm hộp cúc 250 nha mấy chị. Thứ nhất là tay cánh tim nè, thứ hai cổ tim nè, ở bên ngoài lớp chung nó có một cái lớp này nữa để cho che bụng mấy chị. Dễ thương lắm, giống như quần váy vậy đó. 250. Rồi bây giờ em sell cái set này cho mấy chị nè. Sell cái này là mấy chị giật liền. Em biết không? Sell cái này là mấy chị sẽ lấy liền nha. Sell này sẽ lấy liền. Đây đang kiểm tra bill Dung Trần. Ký ơi, cái bill của chị Dung Trần là cái quần bên này. Là mã mày coi cái cục nào mà có lưng chung dây rút á, mã 667 bên này, 667 lấy cái size 34 cho chị, cho chị Dung hả, cho chị Dung. Chị ơi, có xếp quần giả váy 60kg mặc có size chanh dâu mới về nè, quần giả váy nè 667 đây nè. Đây chị, một cái dâm XL kiểm tra thử còn dâm XL. Một là lấy một, bị hai là hai cũng được nha. Cái dâm này nó hơi
khó không? Đây nè bà chị, đây là xếp quần giả váy mới về. Quần giả váy này mới về chị ơi, hoa cúc 250.000 xếp này. Rồi chị nào chốt xếp này chốt lên giùm em ha. Dễ thương lắm chứ. Đây là có hàng nút nè. Có mua cho 70kg là một size nha. Rồi bây giờ xem xếp này có size 100kg. Có thể đo vô lực nè. Bây giờ còn size L dưới 72kg. Rồi chốt cho Mai Đình Ngọc Lâm ấy. 250. Cái bộ này bây giờ chỉ còn 2 size. 1 size dưới 72kg và 1 size dưới 100kg. À, còn riêng chung size 33 thì 6711. Nó có màu xanh nha. Cái bộ đó nó còn nhiều lắm á cây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ba nè. Quế này tôi 170 thôi. Nhắn cái gì vô bên bay chị, mấy chị nhắn đây anh Phúc không biết không? Để chó nó gửi đồ vô nhà em á.